mùa xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng mời anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Không, hai
gia đình đang ngóng vào trong. Cưới mau mau còn xanh quý tử, nội ngoại hai bên có đứa mà bông. Kẻ sau này nhiều gió và sương, miễn về nhà còn có người thương. Niềm vui lớn cho một tình yêu nhỏ, bây giờ nắm tay nhau ta đi lên phố. Bởi ông bà xưa đã dạy, nếu lỡ có cưới là cưới liền tay. Để lâu ngày thằng khác nó hốt, thì mày ngồi ra đó vừa khóc vừa gây. Đây nên là mình cưới cho em, còn chờ gì còn đắng rồi đó. Cả thanh xuân mình đã dành cho nhau, bây giờ hậu đám cưới hợp lý rồi đó. Chuẩn luôn, khá thế nhở. Ta thương nhau đã lâu rồi, bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Bao mà em thường hay hỏi, ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đứa nhóc trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ để ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì nắm tay. Cơm nay để em lo, trên bát để anh cho. Yên tâm chồng nhé, anh sẽ không một mình đâu. Mình cưới thôi anh. Cuộc sống còn quá nhiều thứ khiến cho mình lo âu, nhưng yên tâm đi vì chẳng có gì lớn hơn tình cảm mình cho nhau. Em ơi đồng ý cho anh được phép khoác lên người em đồ cô dâu. Còn anh chú rể vui ngày hạnh phúc, 60 năm cuộc đời có bao lâu. Em ơi như chi
cao cao. Bà Nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa. Thương em nấn na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai năm Tân Sửu âm lịch tại tư gia của gia đình ông Nguyễn Nhất Chiến và bà Lê Thị Hồng có tổ chức buổi lễ duyên niên cho con gái là Nguyễn Ngọc Trâm sắc duyên của Nguyễn Vũ Phước, và đặc biệt nữa là bà Lê Thị Hồng và Nguyễn Nhất Chiến sẽ kết thông gia thắt chặt tình nghĩa cho đến ngày bắt đầu, đó là ông Nguyễn Công Phượng và bà Trần Mỹ Dung ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Và kính thưa quý vị, hôn nhân là định luật của tạo hóa và cũng là một sự sống bình dị nhất mà muôn thở tạo hóa đã dành tặng cho chúng ta. Do vậy, trong quá trình tìm hiểu của đôi tân hôn ngày hôm nay, Ngọc Trâm và Thanh Phước đã tìm hiểu một thời gian khá dài và hai đứa trẻ đã phải lòng nhau và đã tâm lòng với họ quyết định đến hôn nhân ngày hôm nay, cũng như với tâm hai họ trai và họ nhà gái cũng đồng thuận tổ chức buổi lễ long trọng vui cho hai cháu được sánh duyên cùng nhau và sống trong lòng hạnh phúc. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Và tôi được phép ủy nhiệm của gia đình xin điều kiện chương trình còn lại chương trình chính thức của lễ duyên ngày hôm nay, và được xin phép ý kiến gia đình hai họ cũng như quý vị khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay là cho phép tôi được mời cô dâu sánh với cùng chủ lễ để bước vào lễ chính thức lễ du nguyên ngày hôm nay. Gặp nhau đó chính là duyên, cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy. Duyên đã đẹp đôi thế nở cùng sẽ có thôi, vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Duyên cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế nở cùng sẽ có thôi, vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu
rồi ta sẽ thương mẹ thương anh xin hứa. Để do vậy thì nói về mọi người thì luôn luôn trong lòng của mỗi con người dù ai đi đâu bất cứ làm việc gì họ cũng hướng về nguồn cội về quê hương về tổ tiên của mình. Ngày hôm nay thanh phước bước vào vòng trong chính thức bước vào cửa hôn nhân gia đình để xây dựng hạnh phúc mai sau, cũng không quên bao thế hệ của ông bà trước đã gây nên thế hệ của hai cháu ngày hôm nay. Như vậy trân trọng kính mời cô dâu chú rể quay mặt vào phía bàn thờ gia tiên để tiến hành làm lễ ông bà lễ thứ cúi đầu. Lễ thứ hai cúi đầu. Lễ thứ ba cúi đầu. Và lễ thứ tư cúi đầu. Xây cái chân nha. Rồi dạ xong rồi. Và trở thành những người công dân có ích cho xã hội mai sau cũng như có ích cho đất nước mai sau. Ngày hôm nay đứa trẻ sẽ bước vào cuộc đời sống hai là tất cả của gia đình. Ngày hôm nay xin phép đến mời ở phía sau nếu còn ai ở nếu còn ai có bạn ở đây thì tôi thấy là dường như là nhà trai thì cũng còn thiếu một cậu như chú Lâm hay là một số thành viên nếu không thì thôi bây giờ xin mời chú Hùng Vệ góp bụng để trao cho cô dâu phần của hai tham gia làm sao nhé. Đúng rồi, thêm tay buổi lễ thì nhờ mời chú Lâm quá tay luôn. Vô đây, 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 nhắm tóc cũng đâu, cũng đi, cũng đi, cũng đi, chúng tôi nhanh nhẹ, cho năm thành phố. Hôm nay cô bác đến đây để dự buổi lễ chúc mừng ngày hôm nay thì rất là hạnh phúc cũng như đến để chúc mừng cho đôi ta con một chung trụ này được gọi là buổi lễ để chúc cho hai cháu rất là viên cây nổi lên viên cầu thắt. Cuối đầu chào cô bác chung cô dâu dân rượu cho cha chồng và chú rể dân rượu cho cha vợ và đó cũng thể hiện tấm lòng vô hiền nghĩa thảo sau này đối với gia đình hai họ. Bây giờ còn một phần tiếp theo nghiêm cúi đầu chào cha mẹ đó là đáp tạ công ơn thành nhiệm vụ bởi thế là người ta mới có câu là ai có ra thì đâu có biết tấm lòng của mẹ, ai có nhặt hết lá rừng mới biết công cha. Như vậy thì công cha nghĩa mẹ là một công sức thành nhiệm vụ không thể mỗi người chúng ta ai mà quên được công lao đó. Để đáp lại cái công lao từ vị này của cha của mẹ của đấng sinh thành, hai con xin kính mời cha mẹ uống một chung rượu nồng để gọi là đáp đền ơn nghĩa sinh thành. Kính mời Đô Quý Vương và phan chữ kể để xong hết đi xét đi xét rồi cũng đi 1 2 3 vô rồi. Bây giờ phần để cho mẹ thì cũng đã xong rồi, tại vì cũng rất tiếc là hôm nay xuất giá để xây quê hương, xây tổ hạnh phúc của mình thì cha mẹ ruột của Ngọc Trâm có tặng cho Ngọc Trâm là 10 chỉ vàng 24 ta và một chiếc nhẫn rồi một sợi dây chuyền vàng 18 để làm kỷ niệm ngày con vui vui xuất giá. Chị Tư thì nãy nói cây nhưng mà thôi tôi lấy 10 chỉ nha, 10 chỉ nó không khác hơn cây.
chữ gì mà thôi. Anh đơn của cô dâu chú rể tặng cho Ngọc Trâm là hai chỉ vàng 24k. Vâng, đã được mang đến rồi. Chồng phước phải không? Không, 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 không. Chị anh tư của Ngọc Trâm tặng cho em để mình là thanh phước là chiếc nhẫn vàng 24k là hai chỉ. Và thêm nữa là cái đó là vậy. Chí Linh tặng cho em gái lại tôi. Hiểu rồi. Hiểu cái hiểu nó bằng cái gì nó mới nói được. Rồi, thì tôi muốn lên xe ra để cho nhận nhận cái điều đúng không? Rồi ok, nhìn cái nhà đây cười tươi cái mấy luôn điện thế nè. Rồi ok xong nha. Xong. Và tiếp tụi tôi bằng một món quà là một phong bì dày cộm. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Còn nữa mà đây mình ngày thành gia thất cái áo gì là xin trân trọng chúc mời với chú phát biểu đặc biệt là chỗ mà sẽ sống và đưa tựa nhau nhau cho đến suốt cuộc đời mình. Và thách thức của bạn sẽ cố gắng yêu thương và hàng cháu sớm có những đứa bé của mình để ông nội nhà nội ngoại bà ngoại sớm được con cháu bà mặt nhé. Chúc hai cháu được cho ông hạnh phúc kiểu bệnh viên như nhai mộng. Dạ kính thưa toàn thể của ông trọng giờ các bước tới đây xin được khép lại. Tôi xin đề nghị gia đình anh chị tôi luôn cũng có một cái lời xin nghĩa của thân tộc với nhau là khi trở thành là chủ nhân của gia đình thì phòng của gia đình anh chị thiên nhiên thì dành một ít thời gian quý báu để được tiền gửi để nuôi có phần quan trọng hơn thì đó là một điều chúng tôi chân thành cảm ơn và xin hứa các quý vị sau khi gia đình của quý vị có những hữu sự đặc biệt như ngày hôm nay thì gia đình anh chị tôi cũng sẽ sẵn sàng đáp lại mối tình thân thương đó. Và cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe mọi người sẽ luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và lần thứ hai tôi cũng xin được phép trân trọng kính mời đại diện thân tộc họ nhà trai khi đã sang đây để dự buổi lễ vui trong ngày hôm nay thì nán lại một khoảng thời gian quý báu để dùng với gia đình chúng tôi một tiệc cơm thân mật gọi là thông gia hai nhà giao hảo. Và tôi cũng không quên trước khi dự tiệc xong họ nhà trai tôi ra về tôi xin phép được thay lời cho gia đình anh chị tôi xin chúc chúc thượng lộ mình nam và luôn luôn có nhiều may mắn trên xa lộ và cũng như khi về tới gia đình thì sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hai bà xã bị bà cũng bị bệnh không có đi được cho nên tôi sẽ hứa lại xui một chị xui gia đình cuối cùng chú bác của bên xui là tôi thương yêu cũng chăm như con gái của tôi. Đây là lời là thật thật nhất của tôi và xin hết. Cảm ơn em đã thương anh thanh xuân này chỉ dành cho
dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phù thế đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh. Nhờ anh môi giới môi mai đưa tình. Người ơi quê quán nơi nào sông nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 30 mấy, quen lắm thì sợ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tiền duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Dù tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm ta cưới cuối năm thế người. Này vương số lắm con, muốn cho vuông tròn. Nhờ anh môi giới môi mai đưa tình. Người
hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng ba mươi mấy, quen lắm thì sợ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Thiên duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Rồi tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm ta cưới cuối năm thêm người. Người ơi, quê quán nơi nào giống nhau, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng ba mươi mấy, quen lắm thì sợ em. Cần mau bờ vơi đời. Thích em ghê luôn, cứ lo cho em, mẹ anh muốn đôi ta thành đôi.
suốt đời. Thích em ghê luôn cứ lo cho em, mà anh muốn đôi ta thành đôi. Mẹ ở thế giới trong con bao niềm vui. Mẹ mong ơi ta sẽ mãi yêu thương nhau suốt đời. Xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cay gắt đâu dù trắng sáng sâu, nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng.
giờ chồng tình nghĩa trước sau, nhau nghe ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chia đâu, chỉ mong ta sẽ đâu nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm em ơi, một túp lều trên có rất nhiều vàng. Thưa má thưa ba. Con em nó chờ đợi sẽ không.